cả nhà, cũng lâu lắm rồi thì bên Liên không có sơn màu hồng trên em xe Winner. Thì hôm nay đây bên Liên đã kết hợp được màu hồng và pha luôn kiểu 50-50 cả nhà, là hồng và đen nha. Một màu sắc Liên thấy có sự kết hợp này cực kỳ là đẹp luôn. Nếu mình thấy mà em này pha một mình màu hồng không thì có thể là nó sẽ thẩm mỹ nó sẽ khó lựa hơn một xíu, bởi vì là nó hơi kén màu so với các anh chị em mình bây giờ mua xe bây giờ. Tuy nhiên là Liên đã có sự pha trộn 50-50 giữa màu hồng và màu trắng như thế này thì là mình thấy vô đó có sự cuốn, rất là cuốn nha. Mình nhìn vào rất là cuốn luôn nha, cực kỳ là đẹp luôn. Và đối với dòng Winner V4 thì bên Honda khá là chịu chơi, đều được trang bị khóa Smart Key hết. Dù cả phiên bản là tiêu chuẩn hay phiên bản thắng ABS đều được trang bị khóa Smart Key, cực kỳ là an toàn và hiện đại luôn nha. Và đối với dòng xe Honda thì thường là Honda sẽ có cho mình là hai cái remote luôn cả nhà. Đó, có hai remote như thế này luôn. So với dòng xe Yamaha thì chỉ có một cái remote thôi nhá. Em này thì là cũng khá chịu chơi hơn so với dòng xe khác ha. Rồi, mà cả nhà nhìn mình thắng ABS của em V4 này thì mình thấy được là nó sẽ làm trực tiếp lên cái đĩa luôn. Thì Liên thấy được là đó là một cái điểm, nói chung là nó so với cái thắng ABS của V3 thì nó cũng công dụng như nhau thôi. Nhưng mà về mới thẩm mỹ mình thấy em này nó đẹp hơn cả nhà. Nó sang trọng hơn này. Màu sắc em ở đây bên Liên không làm tem gì mấy, là chỉ làm chữ Winner thôi đó, không làm tem nhiều, đơn giản nhưng mà rất là sang nha đó. Em ở đây thì hiện tại Liên từ ABS là cho nhà mình coi từ ban đầu á, mâm này màu vàng sẽ là mâm zin của xe luôn nhá. Và cả nhà rồi Liên sẽ báo giá cho cả nhà về cái em này luôn nhá. Em này là phiên bản thắng ABS thì hiện tại á, bên Liên đang bán có giá là 41.900.000 là đã bao gồm chi phí sơn xe nhá. Tới cửa hàng mua xe có alo trước cho Liên giảm ngay 2.000.000 và giá xe còn lại 39.900.000 là phiên bản thắng ABS nhá. Còn nếu mình lấy phiên bản thắng thường là CBS thì là 38.900.000, giảm 2.000.000 còn 36.900.000 nếu phiên bản là thắng CBS nhá, thắng thường nhá. Đó. Còn đây bên Liên còn có những cái màu sắc khác nữa cả nhà này. Màu trắng, trắng này là trắng kết hợp màu đỏ này. Đó, lên tem là tem Repsol. Thì đây là tem Repsol thì mình thường thấy là Repsol trên cái màu vàng đó cả nhà, màu cam chứ. Nhưng mà bên Liên lại làm trên màu đỏ trắng là rất là đẹp luôn nhá. Rồi, ở đây nữa Liên có được màu đỏ tem Movita này, chữ M này. Rồi, thêm được màu xám tím này cả nhà. Đối với cái dòng Winner thì là nó sẽ có cái mâm zin là mâm màu vàng và mâm màu đen nha, là mâm zin của xe nhá. Đó, em này thì thấy màu xanh chắc chắn là mâm sơn rồi. Tức là em này là lên sơn lên từ em mâm zin nha. Về màu xanh chuối kết hợp màu mâm xanh luôn thì em này nó có sự kết hợp rất là đẹp với nhau, và đặc biệt nữa là em này rất nổi bật luôn. Đó, rất là chói, rất là nổi bật nha. Đi ra đường thì phải nói là thu hút mọi ánh nhìn luôn nha cả nhà. Rồi ở đây Liên có được em màu xanh này. Xanh này trông rất là mát mẻ nha. Màu xám xi măng rất là sang trọng này cả nhà. Đó, rồi thêm màu xanh ngọc nữa này. Xanh ngọc này thì cũng lên trên ABS luôn. Ngoài những màu này ra thì bên cửa hàng Liên có tất cả những cái màu zin khác đầy đủ, có những màu zin cũng như là màu sơn bên Liên còn có thêm rất là nhiều màu nữa. Tuy nhiên ở đây là không gian của showroom có hạn nên Liên chỉ trưng được tầm vài màu thôi. Anh chị em mình muốn tham khảo tất cả những màu cửa hàng Liên hiện tại đang có sẵn thì liên hệ trực tiếp với Liên qua số Zalo là 0985794100 để Liên gửi màu gửi mẫu cho mình tham khảo ha. Dòng này thì Liên sẽ có hỗ trợ cả góp và tiền mặt luôn á. Góp thì mình đưa trước tầm 1-3 triệu cũng được, hoặc là nếu mình hồ sơ tốt thì Liên sẽ hỗ trợ mình là không cần trả trước thì mình có thể ring xe về nhá. Ngoài dòng xe này ra thì cửa hàng Liên còn có thêm rất là nhiều dòng xe khác là đẹp nữa, thì anh chị em mình quan tâm hay là cần Liên tư vấn kỹ hơn thì liên hệ trực tiếp với Liên để Liên tư vấn và gửi màu gửi mẫu cũng như là tư vấn kỹ tình trạng hồ sơ cho mình ha. Rồi, cảm ơn cả nhà nhiều.